lực bị năng tách môn năng bản to mê điền và chẳng như mơ part of the body này cứ miền head, eye, ear, nose, neck, back, stomach, arm, hand, finger, leg, foot. Ok, như mơ cô bụng nón này mê riêng bao dân tích bà goals cô bụng nón này mê riêng bao dân cứ tìm mối dân này dân bì parts of the body bọn bốn cô tự xe bị năng nơi tổng phòa môn bà ná đại dân an bì này này riêng cài bà này này riêng cài nhà dân an parts of the body hay bà tọa mà tiết cứ ailments ailments ní prai mau tha chùm ngư bà chứa nè bà hay medicine bà medicine nè thăm pet đó dân ăn medicine 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 dương môi tiết cứ dân đừng bắt đầu từ making a doctor's appointment ca thuê ca nạp chuộc kru pet bà dân mơ bị appointment appointment ca nạp chuộc chẳng dân prao kì ở sắp make nè bà making a doctor's appointment thưa các nạp chuộc doctor và vị trí mật đất hay dương phần đầu đó rộng tới một tiết cứ tệ tồn tới năng staying healthy ca thưa ở miền sức khỏe là ổn tại dương cua thưa dạng mạnh bắt đầu một tiết cứ dosage information on medicine label và mà dosage nhá cứ miền này đã thăm mật độ kế và còn miền tệ tồn năng thăm on medicine labels ba plaque đại cái đặt plaque nơi dây bị thân ampet đó ba ok bắt đầu mà cào mà dùng mờ tiệt tông nơi chung ngữ ba dùng miền backache cold cough earache fever headache sore throat stomachache toothache ba số nốt tim mũi cứ what's the matter và bằng phone cứ chăm clear nè hay là biếng prapra have hay nè has dùng một grammar này bằng phone và vậy để dùng người điền hỏi mọi click vậy nhé và dùng một I you have a headache he she has a headache dùng prapra học liền chẳng ok, bọn bọn dân mơ lesson 2, you should use cough syrup. Bà này tệ tôn tên năng thân nằm á, bà dân riêng bị thân nằm bệt mà đoàn. Bà xin bà nẹ cạt ấy, ủ tế hoa tha, dân mơ I have a cough, what should I do? Bà bị sụt ní cư dân bài mó tha cụ tài, khi nhóm miên chùm ngư ọ ná, cough dân đằng ấy. I have a cough, khi nhóm ọ, ta khi nhóm cua tệ phơ đôi mà đạch. You should use cough syrup. Nẹ cua tay prao thnam co ba thnam chia prophet tuk sro na ba ni jeung khoeng dop nang hai jeung ha syrup. Lai khnyom chak ntaich tambai ai bong bon anuvat tang os khnia. Listen to the model. I have a cough. What should I do? You should use cough syrup. Do exercises 1 through 5. You will hear the correct line after you speak. Okay, nhóm pause tí, bà pause tí đảm bảo bình dồn bị thân nằm. Bà bằng phần mơ tha bà dân chữ cơ báo, headache. Nên headache cứ dân trở pra aspirin. Hay bà bằng phần earache cứ dân trở pra eardrops. Bà thân nằm bà tỏ nè bà. Chữ địa chỉ dân prao thnam đạ địa chỉ này. Prasan và bông bông prasai ông lấy ha coal. Chẳng bông bông trở prao coal medicine. Hay ba bông bông chữ kpe nè chữ kpe stomach ache bông bông trở prao antacid tablet. Này dân ăn antacid tablet. Hay bông 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 chữ bông bông có sore throat cứ dân prao throat lozenges. Bà ăn thân nằm nâng ỏi stuart hay là lời dân sạp bà nằm vọt ở ngọt nha bà. Tổ tiết. We'll begin. 1. I have a headache. What should I do?
You should use aspirin. 2. I have an earache. What should I do? 3. You should use eardrops. 3. I have a cold. What should I do? You should use cold medicine. 4. I have a stomach ache. What should I do? You should use antacid tablets. 5. I have a sore throat. What should I do? You should use throat lozenges. Okay, thnam ba thnam samrap chia ba chngu muoy muoy ba. Khnyom som an mdaong tiet na ba aspirin ba aspirin ear drops cold medicine ba ne antacid tablets ba antacid tablets. Bọn bọn thọ lư sầm niêng nâng ấy kì sai tam tu tu cảm muốn đó bà ta tham chư cái pe antacid đó bà chẳng sầm niêng bị sang lễ anh ấy dùng an antacid tablets hay anh ấy throat lozenges bà zenges anh ấy tham biếm bằng bát chư bọn bọn có dùng an throat lozenges. Bọn bọn ai kha từ cõi nằm bị đập cả an nâng lang vinh đó bà tạm bây cùng mọi video nâng căn tài vế nhâm xong bằng to từ một tiệt đấy bà. Lấy dương mà mơ listening bằng bồn bà. Mình dương riêng bị thân nằm medicine. Lấy dương mà mơ listening. Listen and write the number next to the correct medicine. Bà. Page 149. Listening. Listen and write the number next to the correct medicine. 1. I have a cough. What should I use? 2. I have an earache. What should I use? 3. I have a stomach ache. What should I use? 4. I have a sore throat. What should I use? 5. I have a headache. What should I use? Okay. Bong pon ye mơ tiet ton thnam na ba. Jeung skoal thnam hai nyom chue tha thik yo leik trâu hai man chi panha te. Thay dương mà matching cặp cụp cộng. Ní có chia lẹc nạc xung khăn đấy. Còn bọn xa tờ xế và trở lõng tốc nông xung phớ. Chúng mục thân nằm rưu cổ biệt đầy dương riêng hói dương xa tờ xế. Và tờ xế hói tờ xế tiết đầy bàn tràn đón. Không mùi biệt đầy bẩm bạc nhưng tờ xế bàn hà sắp tư mở rối đồn anh chẳng tất. Tạm bây ở bàn trong trăm. Dương mơ number one. When I have an earache. Nó bê khi nhóm. Nó bị nhóm chư để chia, nhóm prao thân nằm, bà I use. Biện này dân I use, prao prao bà, nhóm prao prao thân nằm này, ear drops. When I have a cough, I use, bà bị đặc biệt có ổn á, bà. Bị có dân prao thân nằm có ổn, bà hay thân nằm có ổn như này, cough syrup này, bà. I use cough syrup. When I have a cold, bà sai, nó bị nhóm prao sai, nhóm prao thân nằm, I use bà nè, cold medicine. When I have a stomach ache, bê nhóm chư cơ bé bà, I use antacid tablets. When I have a sore throat, bà bê đại chư bông bông có nè, I use throat lozenges. Bông bông mơ xong tình yêu, kì đạc tà đá, mà đong hoi mà đong tiên,
xong tình yêu phong, sẽ đạp phong, hay nâng cư con phong. Vì bọn đại sao bị việc bị bạc, chẳng hỏi kì ai bọn phố nâng riêng đỏ đai. Nông ca ảnh vật vận tầm bông ní, cư bọn phố có miền ở rộng chập thôi nhé, bà trời riêng tha riêng tờ xê nâng ở tràn đoàn, bà đảm bày ở sọt chùm niên. Lấy dương mà mơ xong tình yêu, bà xong tình yêu thaym. Excuse me, where can I find cough syrup? Bà về nâng dân đừng ấy cái lại ná phán rô. Là khi mà anh rô thăm, thăm có ọ nơi cái lại ná. Look in aisle, bà ní dân ăn aisle vốn. Cứ miền này thả nè chua. À chua chả lọ nâng dân ăn biện nâng dân ăn aisle. Bà aisle vốn, thank you. Lấy khi mà chạy listening ao tèm mà đồn bà. Page 149. Where can I find cough syrup? Listen to the model. Excuse me, where can I find cough syrup? Look in aisle one. Thank you. Look at the drugstore diagram and do exercises 1 through 6. You will hear the correct line after you speak. You begin. 1. Excuse me, where can I find cough syrup? Look in aisle one. Thank you. 2. Excuse me, where can I find aspirin? Look in aisle two. Thank you. 3. Excuse me, where can I find eardrops? Look in aisle 3. Thank you. 4. Excuse me, where can I find cold medicine? Look in aisle 4. Thank you. 5. Excuse me, where can I find antacid tablets? Look in aisle 5. Thank you. 6. Excuse me, where can I find throat lozenges? Look in aisle 6. Thank you. Okay, lấy dương mình to tiếp bà, dương ngày nãy dương mình to mình chọc tại mà đón. Dương mình lesson 3, I want to make an appointment. Bà, vốn ấy dương đằng ấy khi ông chọn thua cà nạp chụp, nên có tê từ về chạm đất đó bà. Dương mình clear, dương mình doctor's office, nên có chào ấy bà. Chúng điệp xuống vì cài lại về chạm đất. Hello, this is Alan Wong. Bà, này còn này dưới nhé, nhóm chung hòa Alan Wong. I want to make an appointment. Nhóm chung thuê cả nạp chuộc. What's the problem? Bà, bọn bọn khơi clear mùi tiệt đấy nè. Nhưng, so that what's the problem? Ta nè cả đây. I have a bad stomach ache. Bà, nhóm chư gặp bè thôn thơ. Nhưng khơi bị bad á, bà bad cửa cọ nắng. Cứ mình là dương bài ta thôn thơ mà. Can you come in tomorrow at 2:15? Tên này anh chưa anh mau bà, chưa anh mau mong bì đập ra mì tì bàn tế. Yes, that's fine.
Cua tại practice sân tình yêu nâng cho mùi đại cứu bà lấy nhầm chạc cùng rưu sân tình yêu. Page 150. I want to make an appointment. Listen to the model. Doctor's office. Hello, this is Alan Wong. I want to make an appointment. What's the problem? I have a bad stomach ache. Can you come in tomorrow at 2:15? Yes, that's fine. Okay, khi mình to tiết là này cứ dừng practice và mình thêm chuẩn án dừng và pin chung một dừng máu hay dừng cao đấy và hay mong để quạt nạt là nó sẽ dừng một pin thêm đó bà. You're listening, everyone. Listen and write the number under the correct picture. Ba. Okay. Page 151. Listening. Listen and write the number under the correct picture. 1. What's the problem? I have an earache. 2. What's the problem? My back hurts. 3. What's the matter? My neck hurts. 4. What's the problem? I have a stomach ache. 5. What's the matter? My arm hurts. Okay, con phone ai kha tới cõi hay sđap mđong tiệt bán và hay giơ mơ piệt thmey đai jeung trâu rien cõi pi what's the problem jeung khơi một tiệt what happened và ta nẹ kạt ấy what happened và ni cứ jeung mơ clear tiang 6 ni và khơi broke my arm và piệt broke ni mien nẹ bạc nhum bạc đai I broke my arm. Okay, the broke my leg mình nói thật bạn chừng và broke my leg. Nick Crick và Crick dân an sprain my wrist. Crick có đầy W này cứ ọt miên xùm lên đến dân an wrist sprain my wrist. Bà tỏa máu cứ cut my finger và một đó nâng một đầy hay cut my face và một cắt dân cao ai một sạch á nó như cắt đây bà cut my face burn my hand bà lịa phlương lịa ấy nó như lịa đáy dân à burn my hand. Okay, chẳng dân mơ clear nắng dân ai tình tình rồi gọi dân mấy dân mơ broke nó bà broke mau bị break á bà break chia present này đọc bị phát nhưng bà broke và tại sao quạt bàn phơi bạ hay chẳng bằng nhưng bà broke đó bà broke my arm broke my leg sprain anh ấy bà ăn bông bông nhưng ăn sprain my wrist và cut my finger cut my face burn my hand hay nhưng practice mỗi năng này what happened này bà riêng thà tràn đỏ má nhưng start từ nay hay ai bọn bọn cho chấm lòng bịa tiếng bầm mũi clear tiếng bầm mũi nâng cho sự phơi máu và hãy đặt chấm lòng chương này what happened. Okay, dân to mà cầm tiếp anh ấy cứ lùng hạt để dân trở anh what community connections anh ấy cứ tiệt tông tận năng giờ mất mà nẹt quạt từ sùa pè đó nè what do you recommend for a headache. Bà chung chung vậy ta bà chư cơ bà liệt nằm ấy. Này có tới xua bè đó nè bà. I recommend Boyer aspirin. Này chung một nằm bà. Boyer aspirin. Xua đôi khi nha đây. What do you recommend for a stomach ache? Nè khá lắm. Đôi chìa dân tới xua rô thăm khmai ấy. Bà chư cơ bè thở bờ thăm ấy bà. Anh ấy đôi khi nè bà dừng chế phía recommend bắt đầu chia dụng bò bởi dừng prai phía nâng chấm á nè. What do you recommend for a sore throat?
bà sân chia chư bông có ta nhầm cua tại Pra Nam ấy nâng dương bà đo dù bò kia từ tam thân nam đại dương bàn riêng màu bà ok dương mơ lesson for everyone lesson for exercise 30 minutes a day ní hạt pran ở bàn 30 nít tí khăn một ngày lấy dương mơ sân tình nghĩa bà I think you should exercise 30 minutes a day chấm cực thà nẹ cua tại hạt prán ở bàn 30 nít tí khăn một ngày 30 minutes a day 30 nít tí khăn một ngày yes lấy nhầm chạm xong tình yêu nâng ai tới page 151 what happened do page 152 exercise 30 minutes a day listen to the model I think you should exercise 30 minutes a day. 30 minutes a day? Yes. Ba dambai oi mien sokaphiep lo to live a healthy life or to stay healthy. Ku ti 1 ku bong bon trou exercise 30 minutes a day. Ba santania ambaing mynh hai btoap mau bong bon ta trou nyam ni. Eat three healthy meals a day. Nhâm mà hà bay pill đại miên sọc gấp hiệp và nồng một ngày nhé nè. Ngày nhâm mà hà bay pill đại miên sọc gấp hiệp. Hay drink six glasses of water a day. Hay nhâm tức ai ban bỏ mùi cái nồng một ngày. Và drink six glasses of water a day. Hay mùi tiền đó cứ take one vitamin every day. Nhâm năm vitamin riêng rồi ngày. Dương an take one vitamin every day. Sleep 8 hours every night. Hay kia nhảy ban phẩm vầy màu. Chẳng tiếng pram chẩm lạch ní miên trả xong khăn để tệ tôn tôi nâng sọc phiếp bỏ dương. Cứ tìm mối cứ exercise 30 minutes a day. Eat 3 healthy meals a day. Drink 6 glasses of water a day. Take one vitamin every day. Sleep 8 hours every night. Và lấy dân sạp mơ bà đón tiết nè. Do exercises 1 through 4. You will hear the correct line after you speak. We'll begin. 1. I think you should eat 3 healthy meals a day. 3 healthy meals a day? Yes. 2. I think you should drink 6 glasses of water a day. 6 glasses of water a day? Yes. 3. I think you should take 1 vitamin every day. One vitamin every day? Yes. 4. I think you should sleep 8 hours every night. Eight hours every night? Yes. Okay, lấy dương mình to tiền đó và clear tiếng pram, con phôn châu chùm lòng châu sập hơi phóng. Chỉ clear kê giả sắp, và cam bảo lõng ưu tố thập bởi kỳ chanh thà how to stay healthy. Rồi biếp, phương hồi miễn sọc phiếp lõ, cứ dương ai chùm lòng tiếng pram nâng bàn. Ưu tố đại dương xe lấy mối, I exercise 30 minutes a day, I eat 3 meals a day, và dương dương đã tiếng pram bởi dụng nâng máu cứ trở lại bà. Nhưng mà close reading, write the missing words. Bà an đòi chật chẳng. Nhưng mà drink, eat, exercise, go, sleep, take. Bà bông bông chế clear tiếng pram nâng, nhưng chưa tha mình chỉ bà nhà đi. Ủa thì hoa dân xạ mơ tưởng ọc nha bà. I try to stay healthy. Nhưng chỉ dìm thua miên sọc phiếp lỗ. I eat 3 healthy meals a day. I drink 5 or 6 glasses of water a day.
I take a vitamin every morning. I exercise 30 minutes a day. I sleep 7 hours every night. And I go to the doctor every year for a checkup. Và check-up này cứ mình ấy thật bình nhật sọc phiếp. Khi ông tới bệnh riêng rõ chân em, tạm bây bình nhật sọc phiếp. Và ok, giờ mơ xùm nua này, và xùm nua tệ xùm khăn đó, để dân trời riêng xùm nua. Khổng cả anh vọt xua mật phẹ dân. How many meals a day do you eat? Ta nẹ nhằm và hà phần màn đón. Và phần màn đón nóng mùi tháng ngày. Tới tam mà nụ khá gọt bì đón, nè khá bày đón ngay chẳng bà. Hay nè khá chả ăn chiêng bày đón, đọt pram đón và mùi đón ngay chẳng tờ. How many glasses of water do you drink each day? Và nhằm tập phần màn cao nóng mùi tháng ngày. Anh đang exercise tờ đài tế dân nhằm chưa tha prai chảnh á bà. Cầm ôi trọng đài bích nhằm từ một tiết. Nếu cứ chỉ cần practice conversation with other students, emergency operator nâng miền này tha cả rấy rồi có pratibat ca bằng toàn. Và ủ thọ tha my, dân đạp bình nà, my brother, my relative, my neighbors, anh dân chắc fell and hurt his or her head very badly. Và duel, và fell, duel, hồi chư kỳ ba thun thơ. He or she can't move. Mình ai cầm rạc bán. Please send an ambulance. Bà ambulance nó làn pẹt đó bà. Xong ai làn pẹt màu. Hay chẳng dân trâu xua what's your address? Anh ấy trâu xài than hay xua lấy tù xam. Ok, an ambulance is on the way. Ok, anh ấy tiêm tia ai miên cả an award bà. Dù mơ lesson 5 trong cõi. Trong cõi kế, cứ numbers, one pill, three times a day. Thầm mùi crop, bay pill, khăn ông mùi tháng ngày. Và lời khiêm trả ấy nè, bà. Page 154. Numbers, one pill, three times a day. Listen to the model. Here's your medicine. Take one pill three times a day. I understand. One pill three times a day. That's right. You may got sore, na ba. Nay pet got prap tha. Here's your medicine. Pe dai hot ai oi na nam nea keu jeung here prap pe here's. Neh thnam. Hai leap muoy krop 3 dong 3 pel knong muoy thngai. I understand one pill three times a day. That's right. Pet ji tram trau hai. Ok, ni là biệt bảo thân. Number one, one tablet four times a day. Một crop đấy, bằng một crop riêng xong bài chứ, như hai tablet ba. Hai bài vì rút riêng dạng này ấy, như hai capsule. One capsule, once a day. Once ni mà đong nó một ngày. Hai bài vì rút riêng thân bài này, như hai caplets. Two caplets twice a day. Pi dong trong một ngày ba. Prosan ba jeung leap chi lakana prao muoy slapria jeung hau 1 teaspoon before each meal. Ba mean nei tha muoy slapria cafe mun aha. 1 tablespoon after each meal. Nei mean nei tha muoy slapria bai bontoap pi aha. After ni prae tha bontoap hai before ni mun ba mun pel la jeung sdap bontham tiet ba. Do exercises 1 through 5. You will hear the correct line after you speak. We'll begin. 1. Here's your medicine. Take one tablet 4 times a day. 2. I understand. One tablet 4 times a day. That's right. 2. Here's your medicine. Take one capsule once a day.
I understand. One capsule once a day. That's right. Three. Here's your medicine. Take two caplets twice a day. I understand. Two caplets twice a day. That's right. Four. Here's your medicine. Take one teaspoon before each meal. I understand. One teaspoon before each meal. That's right. Five. Here's your medicine. Take one tablespoon after each meal. I understand. One tablespoon after